Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối mùng 2 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Dịch COVID-19 đã khiến cho cuộc sống bị đảo lộn, song ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết độc lập vẫn còn sống mãi. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra và dự thông xe dự án cầu Nông Sơn, kỳ vọng công trình sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội các địa phương vùng Tây của tỉnh. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu lịch sử, những ký ức thiêng liêng về cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 như lại ùa về trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nhưng đây cũng là thời điểm mà cả nước đang phải gồng mình chống lại kẻ thù vô hình virus SARS-CoV-2. Do đang phải thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, nên dịp lễ quốc khánh năm nay nhiều hoạt động kỷ niệm không thể diễn ra, nhiều người cũng không thể trở về sum họp bên gia đình. Dịch bệnh đã khiến cho cuộc sống bị đảo lộn, nhiều thứ phải thay đổi, nhưng sẽ có những điều không bao giờ thay đổi, đó là ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết độc lập và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đều đặn hàng ngày vào đúng 6 giờ sáng tại quảng trường Ba Đình lịch sử là diễn ra nghi lễ thượng cờ thiêng liêng. Nhưng nghi lễ ngày hôm nay dường như đặc biệt hơn khi diễn ra vào đúng dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuy nhiên năm nay không có sự tham gia của nhân dân vì nhiều tỉnh, thành phố phải đang thực hiện giãn cách. Vì dịch bệnh không thể vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người dân sinh sống trên mảnh đất Ba Đình lịch sử đã chọn cách tri ân Bác bằng những việc làm ý nghĩa và thiết thực. Ngày Tết độc lập họ vẫn thực hiện nghiêm việc giãn cách, quy định 5K, cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho công tác phòng chống dịch. Những ngày này, thành phố không ồn ào và cũng chẳng náo nhiệt như những dịp lễ quốc khánh trước đây. Song những con phố trên khắp thủ đô vẫn ngập tràn màu cờ Tổ quốc. Dù đang phải căng mình chống lại dịch bệnh, nhưng người dân thủ đô và cả nước sẽ không bao giờ lãng quên ý nghĩa của ngày Tết độc lập và càng thêm vững tin một ngày không xa, cả nước sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 1945, ngày 2 tháng 9 2021, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng. Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta, làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Ý chí khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc tiếp tục được vận dụng và phát triển sáng tạo nhằm động viên phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, vượt qua những khó khăn trở ngại, vững bước trên con đường đổi mới và phát triển vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại Phủ Chủ tịch Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc theo hình thức trực tuyến.
Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã hiến dân trọn đời mình để đấu tranh giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Hội thảo là dịp để một lần nữa tìm hiểu làm rõ hơn cuộc đời cách mạng phong phú, cao đẹp và tri ân những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc giải phóng, chấn hương và phát triển dân tộc Việt Nam, từ đó tiếp nối và phát huy những giá trị to lớn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam hiện nay. Đại biểu dự hội thảo nhất trí cho rằng, trọn cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu hy sinh về những mục tiêu, giá trị cao cả của dân tộc và nhân loại, trong đó đặc biệt là khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc. Khát vọng cao đẹp của người, tư tưởng đạo đức phong cách của người tiếp tục soi đường, chỉ lối để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên nhiều thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Cũng nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm Con đường độc lập dưới hình thức trực tuyến trên địa chỉ website vnfarm.vn và fanpage của Bảo tàng Mỹ thuật. Triển lãm giới thiệu 18 bức tranh của 15 tác giả và nhóm tác giả phản ánh tóm tắt con đường dẫn đến cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặc biệt triển lãm còn có những tác phẩm thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở những thời khắc trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bằng ngôn ngữ tạo hình chân thực cô đọng, Con đường độc lập kể lại một phần câu chuyện dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ cùng nhau đoàn kết giành thắng lợi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự tối mùng 2 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh của đất nước, ngày 2 tháng 9 1945, ngày 2 tháng 9 2021. Sáng nay, công trình cầu Nông Sơn chính thức được đưa vào sử dụng. Đoàn công tác do đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thực tế công trình. Kỳ vọng cầu Nông Sơn sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây của tỉnh. Cùng tham dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thành. Dự án cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 128 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng là nhà thầu thi công xây lắp. Cầu Nông Sơn được xây dựng sát bên cầu cũ, địa hình miền núi tương đối phức tạp. Việc tổ chức thi công công trình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ và dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, Ban Giao thông đã chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Sau gần 22 tháng tích cực thi công, công trình cầu Nông Sơn đã thành một khối lượng xây lắp gồm 10 nhịp cùng với các hạng mục khác đưa vào khai thác sử dụng, vượt tiến độ trước 3 tháng. Công trình cầu Nông Sơn mới hoàn thành, các phương tiện đi qua cầu không còn bị hạn chế tải trọng, góp phần lưu chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế vùng Tây. Công trình cầu Nông Sơn cũng là điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan khu vực với công viên cây xanh tạo điều kiện cho nhân dân làm nơi vui chơi giải trí. Chiều qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Xuân Quang đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho các trường hợp công nhân, người lao động là F0, F1 tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Quang Hiếu thuộc khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc. Đồng chí Phan Xuân Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của công ty, đặc biệt là việc xét nghiệm tầm soát định kỳ cho công nhân lao động, nhờ đó phát hiện sớm trường hợp F0. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao việc chăm lo đời sống vật chất cho công nhân lao động và đề nghị công ty phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục quan tâm thực hiện tốt trong thời gian đến nhằm ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho trường hợp F0 và trao hỗ trợ 6 trường hợp F1, mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng. Trước đó, ngày 19 tháng 5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư ngày 27 tháng 4 và giao các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố theo dõi, chủ động chi hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định. Lãnh đạo thành phố Tam Kỳ vừa đến thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung số 5, trụ sở kho bạc nhà nước thành phố Tam Kỳ trước đây.
Tại đây có 11 người đang làm nhiệm vụ gồm 2 cán bộ y tế, 2 cán bộ chiến sĩ công an và 6 cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Lãnh đạo thành phố Tam Kỳ đã tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ ngày 30 tháng 8, khu cách ly này tiếp nhận lại toàn bộ số người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Hiện số người đang cách ly tại đây là 34 người, gồm F1 và người về từ vùng có dịch. Sáng nay, đoàn cán bộ lãnh đạo thị xã Điện Bàn đã đến thăm tặng quà 11 chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh và thị xã Điện Bàn. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo thị xã Điện Bàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của lực lượng làm việc tại chốt, đồng thời chúc các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng tình nguyện thật nhiều sức khỏe, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, đoàn lãnh đạo thị xã đã trao tặng mỗi chốt một phần quà từ 2 đến 4 triệu đồng tiền mặt để động viên cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt. Thưa quý vị và các bạn, liên quan về việc lan truyền thông tin tạm dừng tiếp nhận việc gửi hàng hóa giữa hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng trên mạng xã hội những ngày qua khiến dư luận xôn xao, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang vào cuộc tiến hành điều tra người đăng tải thông tin sai sự thật này. Theo thông báo lan truyền trên mạng xã hội, từ ngày 1 tháng 9, tất cả chốt kiểm soát liên tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ dừng tiếp nhận mọi việc gửi hàng hóa giữa hai địa phương. Tuy nhiên, đây là thông tin lan truyền sai sự thật. Về phía tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, tỉnh hoàn toàn không có văn bản nào như vậy. Phía Sở Công Thương Đà Nẵng cũng xác nhận đây là tin giả. Qua trao đổi với đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, được biết, công an và các lực lượng chức năng liên quan của thành phố Đà Nẵng đang vào cuộc tiến hành điều tra người đăng tải thông tin sai sự thật này. Thưa ông, thì qua tìm hiểu thì cái việc mà vận chuyển hàng hóa ở giữa Đà Nẵng, Quảng Nam bị cấm là sai sự thật, thì ông có thể thông tin hơn về cái việc này không ạ? Về phía Đà Nẵng ạ? Thì từ hôm qua đến nay thì có cái thông tin gồm 6 nội dung lan truyền trên cái group mạng xã hội ấy, là nói việc là ngăn cấm lưu thông hàng hóa giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Tuy nhiên thực tế đây là tin giả. Và theo các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thì cho đến bây giờ thì chưa hề có cái chủ trương này. Lưu thông hàng hóa giữa Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn diễn ra bình thường. Hiện nay các lực lượng chức năng, cơ quan chức năng như công an, thành phố, thông tin truyền thông đang tìm để xử lý các cái việc hành vi đưa tin giả thế này. Dạ vâng ạ, cảm ơn ông đã cung cấp thông tin hữu ích đến với mọi người ạ. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay tại các chốt kiểm dịch giữa các huyện trong tỉnh và chốt giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, xe vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm gửi ra Đà Nẵng vẫn hoạt động và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch như bắt buộc phải có giấy xét nghiệm COVID-19, giấy nhận diện hoạt động theo luồng do Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cung cấp. Những hành vi vi phạm về đăng tải tin giả, tin sai sự thật lên mạng xã hội cũng cần được xử lý nghiêm khắc, mạnh tay để kịp thời ngăn chặn việc chia sẻ thông tin gây hoang mang cho người dân trong thời điểm dịch bệnh. Thưa quý vị, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, các y bác sĩ luôn là lực lượng ở tuyến đầu. Tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam CDC, trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, không khí làm việc của cán bộ, nhân viên tại đơn vị vẫn diễn ra bình thường và tích cực. Những chiến sĩ áo trắng vẫn lao vào cuộc chiến với tâm thế sẵn sàng và một trái tim nhiệt huyết về một Quảng Nam bình yên và không còn dịch bệnh. Bộ phận xét nghiệm RT-PCR COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam có 21 cán bộ nhân viên, thay phiên túc trực với công việc 24/24 giờ. Trung bình mỗi ngày, bộ phận này tiếp nhận, thực hiện từ 1.000 đến 5.000 mẫu xét nghiệm. Để kịp thời ghi nhận các trường hợp F0 phục vụ cho công tác truy vết khoanh vùng dập dịch, các địa phương luôn chạy đua về mặt thời gian, sẵn sàng dấn thân dù đối mặt với nhiều nguy hiểm rủi ro. Bản thân tôi cùng các anh chị em trong khoa thì biết cái nhiệm vụ đầu tiên của chống dịch thì chúng tôi vẫn là tuyến đầu, thì phải cố gắng mọi nỗ lực để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là trong tình hình dịch như thế này. Với số lượng mẫu một ngày từ 1 cho đến 5.000 mẫu, tương đương với 5 đến 10.000 lượt người được xét nghiệm, thì chúng tôi cũng phân ra nhiều ca, nhiều kíp, cũng được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Y tế thì cũng đã điều động các bộ xét nghiệm ở huyện để về tăng cường cho anh em. Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm cũng là một trong những bộ phận quan trọng của CDC Quảng Nam với khối lượng công việc khá lớn kể từ khi có dịch.
Ngoài việc chủ động điều tra dịch tễ, hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát, khoanh vùng và dập dịch, thì khoa còn có nhiệm vụ tổng hợp thông tin, báo cáo từ trung ương đến tỉnh để kịp thời chuẩn bị các phương án phòng chống dịch. Làm về công tác y tế dự phòng là hầu hết là mình luôn luôn nghĩ đến cộng đồng. Mình luôn luôn là nghĩ là cái trách nhiệm của mình rất là lớn với cộng đồng, mặc dù công việc đó rất là thầm lặng nhưng mà trách nhiệm với cộng đồng rất là lớn. Chỉ cần một phút mà mình chậm trễ là sẽ gây ra được những cái điều rất là nói chung là rất là ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, các cán bộ nhân viên y tế của trung tâm dường như không có ngày nghỉ lễ Tết, thậm chí công việc thường trực với họ là cả ngoài giờ hành chính. Chúng tôi vẫn đảm bảo và tăng cường hơn nữa để tất cả những mẫu khi nhận được từ cơ sở theo chế độ của ban tỉnh, theo quy trình 5 năm. Khi nhận được mẫu thì 5 tiếng sau, bộ phận xét nghiệm phải có kết quả trả lời ngay cho đơn vị gửi mẫu. Từ đó mới có cơ sở để truy vết nhanh, thần tốc, khoanh vùng kịp thời để xử lý dịch. Đối với cán bộ y tế thì nói chung và đặc biệt là người động viên, thì trong thời điểm này chúng tôi lại xác định thì phải là người luôn đi đầu trong mọi tình huống, đặc biệt là trong công tác chống dịch. Đến thời điểm này, Quảng Nam là một trong những địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Để có được thành quả này, không thể thiếu sự đóng góp tích cực của các y bác sĩ CDC Quảng Nam và với sự đóng góp hy sinh đầy trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, CDC Quảng Nam đã và đang góp phần đảm bảo sự ổn định tình hình kinh tế xã hội, mang đến sự bình yên cho người dân trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra. 8 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. 8 tháng qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người và 80 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái thì tăng 14 vụ, giảm 3 người chết và tăng 2 người bị thương. Qua thống kê cho thấy, tình hình tai nạn giao thông, thiệt hại về người và tài sản còn ở mức cao. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, ra quân, kiên quyết xử phạt nặng, nhất là hành vi chở quá tải, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, phóng nhanh, lạng lách. Để đạt được mục tiêu giảm từ 5 đến 10% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với năm ngoái, đây không chỉ là sự nỗ lực của các lực lượng chức năng mà còn có sự đóng góp của toàn dân trong công tác tham gia vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mà trọng tâm phải nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh ngay từ đầu năm học mới này. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh nói chung và phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt nói riêng phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tham gia tích cực trên tuyến đầu chống dịch, vừa phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, trong đó đặc biệt là đã huy động các cán bộ nữ để tham gia tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như là chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, phần đường. Và trọng tâm là thực hiện nghiêm hai kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và chuyên đề vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng xe. Trong 4 tháng còn lại của năm 2021 là thời điểm mưa bão, học sinh các cấp bước vào năm học mới 2021-2022. Nhiều công trình trọng điểm đang thi công, cần lưu lượng phương tiện nhiều. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nếu cả hệ thống chính trị toàn tỉnh không tiếp tục vào cuộc quyết liệt, có những giải pháp, biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa, sẽ khó mà kiềm chế hoặc giảm thiểu tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối mùng 2 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.